Thưa quý vị, hôm nay kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2023. Trải qua 61 năm xây dựng và trưởng thành, vô vàn chiến công xuất sắc góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của lực lượng cảnh sát nhân dân suốt chặng đường qua, đã khẳng định vị thế, bản lĩnh là chỗ dựa vững chắc, nòng cốt trong sự nghiệp đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin yêu và sự gắn bó của nhân dân với lực lượng. Bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, lực lượng cảnh sát nhân dân đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước, các chủ trương chiến lược, chính sách, pháp luật về phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Trung bình mỗi năm gần đây, lực lượng cảnh sát nhân dân điều tra khám phá 50.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, 20.000 vụ phạm tội về ma túy, 34.000 vụ phạm tội vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, sử dụng công nghệ cao. Tỷ lệ điều tra khám phá các loại án hình sự đạt trên 75%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Đặc biệt, đã chủ động phát hiện, điều tra và xử lý nhiều vụ án kinh tế tham nhũng lớn, được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá là điểm sáng, góp phần quan trọng vào công tác phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn vừa qua. 61 năm xây dựng và trưởng thành ngày càng lớn mạnh, Cảnh sát Nhân dân Việt Nam đang tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.